Đánh cho mấy quả rồi mất được rồi. Này cũng kìm bên kia kìa. Anh Cường ơi. Rồi, đầu chưa? Bắt đầu chưa? Rồi bắt đầu đây anh. Rồi. Có thử không? Thôi anh có thử. Rồi luôn. Dương có cơ hội sống sót rồi thì bạn ăn mấy đấy. Cứ như này thì lên thì nó 100% thì lúc này thì mình chết rồi. À mất rồi. Hay thế nhỉ? 15 ngoài. 52 à? Hay bao nhiêu rồi? Ngày nào? Nào. 15 đều. Wow. 30 15. Con 50 vàng nhá. Đó. Đều lần một. Không bóng xong rồi. Ba người hay đấy. Mãi xong lên một. Ba người là một trận đấu quả hay đấy. Bằng nửa trận. Anh kiếm ra 21 trận chạm hơn. Một 1. Đấy, không thể lát. Rồi, lại 2 bóng. Ao tí tí đấy. Rồi ao. Đó là ai ra tập không bát gì không? Mình đứng ở đứng nó góc bát kia thôi. Hoặc là góc bát đây này không? Đây này đứng lên bát này. Đứng lên chỗ này bát này. Ở đây rồi. Rồi đánh đi. Đánh đi, cứ đánh đi, đánh đi. 30 ngoài. Ao 30 40. Trước phải à? Đuổi bóng. 2 không. Giang hồ đấy ạ. Trong tài dây phải đứng như này. Dây bắt chuẩn đấy. Hai dây, hai ông trọng tài chuẩn đấy. Tài dây kia rồi. Một rồi. Bắn bây giờ phải bắn mạnh. Bắn hết cỡ luôn. 15 ngoài. Đánh kẻ nào. Ao 3 4 ao nhiều hút ao thôi. Chuẩn. Trong tay dây rồi. Hút to lên. Đấy mình ngồi đây. 15 đều. Trong tay dây hô to lên nhá. Tay dây đúng rồi, phải hô to lên. Đúng hỗ trợ trong tay chính. Ao xa rồi anh. Ao nhiều. Anh Thành hô đi luôn. Anh đúng rồi. Anh đi ao rồi. Nước này trong thùng đi. Đó, tự. Đây rồi. Nước này cái dây kia hơi 540. Cầm ghế này, cầm ghế. Ghế lại ngồi chỗ dâm đấy luôn. Đấy cuối sân đấy. Cuối sân đấy này. Sân bóng. Rồi báo ra 1540 này ngoài chỗ đâu. Anh mình có mất cho tôi có. Em mất gì đâu anh, tôi mình cầm. Đó là một cái đó. 1540. Rồi. Đó một. Thế là lỗi thế nhỉ? 30 40. Đấy, bỏ game vào đây. Hai. Đổi liên tục à? 1357 đổi sân đi. Có rồi. Nước vào thùng đấy rồi. Lẻ đừng có lo làm con gà nấu sáo. Hai con gà gì? Đặt rồi. Sao lại thẹn thùng? Sao em thẹn thùng? Sao em ngại thùng? 1, 2, bên này. Anh Hòa đi bắn à? Hòa đi bắn, Thành đi dắt theo. Thành tinh. Theo. Bóng 1. Đều. Từ. Khỏi ốm chưa? Wow. 15:40. 3 giờ. Tốt. 30:40. Bấm được nhìn rồi, trọng phạt. Một. Đấy. Hình như 40 đều. Ở trong nhiều em ạ. Trong nhiều. Rồi. Nhiều chứ. Wow. Vào. Rồi. Tốt. Đồ rõ ràng chưa? Đào thải ra rồi nốt về. Bây giờ nó còn mỗi trận chung kết thôi, vừa trọng tài. Một. Hai đồng nhau. 0-30. Ngại thì không ai đó. Đi bộ đấy. Đến cái đồ uống nhiều nào. Uống miên tươi này. Xong chuyển sang rượu hạt lĩnh này. Xong chuyển sang rượu vang. 3 loại đi. Uống từ 12 là chưa xong rồi. Xong đây. 15-30. Xem game đầu cũng phải 5-7 phút tôi nghĩ như vậy, ra game đầu mình bằng nửa trận rồi. Rất hay. Không khác gì là trận thằng Djokovic với thằng trận hay. Trận này hay quá, thằng đấy nó chỉ bị ngợp thì lúc đầu tới lúc sau nó đánh. Ngang ngửa. Yêu cả đánh 5 trận. Nó chỉ bị là nó không nóng người ngay ở cái game 1 thôi. Quá mới đều. sao rồi? 40 đấy, không đánh bó đâu. May phải thông cảm là anh Chuyên anh ấy ra thứ 7 tuần trước anh nộp nhiều quá. Thế nên là tuần này là ra quần áo. Em nói anh nhé, chưa có ngày nào mà em không phải nộp. Chứ không phải có trời lời. Thế nhỉ? Có anh vui thế thôi, anh rất khỏe. Đó. Không mệt, không mệt. Đấy thôi. À. Dây đấy em ạ, dây luôn đấy. Trong sao? Trong tay rồi. Tay của tôi ấy. 30 dao. Đấy của bóng thế nhỉ? Ủa cái tay kìa. Đâu. Đang đánh 40 50. Thôi. Đấy. Ơi. Ai. Ê, lên rồi. Đấy. Anh có cần gì không? Tài hoảng thôi, chọn tài hoảng. Làm sao bắt chuyện gì đấy? Ao. Em hay quá. Hay quá. Này ai đây. Quen siêu anh đơn. Chạm sáu thôi. Trái đều có. Chân nó tốt. Chân tốt. Cái luật sân thôi này. Okay. Cái luật sân mình thôi không có này hết. Chạm sáu thôi. Chạm sáu rồi. Không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tìm bóng không là ao đấy. 5 đều 30 đều. Một. Quá quả. Đây là phải lên hải. 40. 40 đâu. Đâu đâu hay rồi. Hay đấy. 5 đều.